Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh tổ chức cộng tác Thượng Hải, tin từ Dushanbe, Tajikistan. Hội nghị thượng đỉnh tổ chức cộng tác Thượng Hải đã diễn ra ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan. Tổ chức cộng tác Thượng Hải gồm có các nước Nga, Trung Cộng, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Các nước quan sát viên gồm có Ấn Độ, Afghanistan, Iran, Mongolia và Pakistan. Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka là đối tác đối thoại. Afghanistan và Ukraine là hai vấn đề đã được hội nghị thảo luận. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, hôm qua ông ta đã có cơ hội thảo luận với Tổng thống Afghanistan. Đối với vấn đề này, Nga tiếp tục theo dõi tiến trình hoàn tất cuộc bầu cử, tiếp tục theo dõi tiến trình bàn giao trách nhiệm các cơ cấu Afghanistan theo pháp luật và trật tự. Nga cũng giả định rằng lực lượng an ninh quốc tế sẽ hoàn tất nghĩa vụ đối với Liên Hiệp Quốc. Đối với vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin nói rằng đình chiến không dễ dàng đã được duy trì ở Ukraine trong tuần qua, sau khi Kyiv và dân quân thân Nga ký hiệp ước ở Minsk trong ngày thứ Sáu tuần trước. Hôm nay, Liên Âu đã áp đặt những biện pháp cấm vận mới đối với Nga, gồm giới hạn quyền tài trợ cho các ngân hàng hàng đầu ở Nga, hạn chế tài trợ cho các công ty quốc phòng, năng lượng Nga, phong tỏa tài sản nhiều chính trị gia cao cấp Nga và thành phần lãnh đạo dân quân ly khai tại miền đông Ukraine. Hoa Kỳ cũng sẽ áp đặt những biện pháp cấm vận cứng rắn hơn với Nga vào cuối ngày hôm nay. Liên hệ giữa Nga với Hoa Kỳ và các nước Tây phương đã xuống mức thấp nhất chưa từng có sau chiến tranh. Bản tuyên bố của Tổ chức Cộng tác Thượng Hải đã bày tỏ ủng hộ hiệp ước đình chiến giữa Kyiv và dân quân ly khai miền đông, kêu gọi hai bên tôn trọng hiệp ước để bảo đảm cho một giải pháp lâu dài.